Xin giới thiệu các anh chị cái nhà vườn Lộc Quần nha. Nhà vườn Lộc Quần hiện nay là nó nằm ở trên ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất này thì nó gồm có 3 sổ. Nhà thiết kế thì thiết kế khu nghỉ dưỡng này nó có tới 2 cổng vào. Mặt tiền đường là từ cái trục đá bìa của trụ điện ngoài kia chạy dài tới đây. Cái khu vực này là 38,6 m. Này thì thiết kế cái xung quanh đây là rất là nhiều nhà vườn nghỉ dưỡng. Cái khu vực này tới mấy chục căn, có Hồ Quỳnh Hương và Trường Giang thì ở gần đây. Thì xin giới thiệu chi tiết anh chị ha. Đây là căn lối vô chính của nhà vườn. Đây mặt giới thiệu là mặt trước đường, đường ở đây là 7 m. Mặt tiền đường khu nghỉ dưỡng này là tới 38,6 m. Là cổng vào ha. Bây giờ chậm chậm cho chị xem kỹ ha. Thiết kế cây xanh và có cả vườn cây ăn trái trong này luôn. Cái cây này là cây tùng Nhật từ Nhật Bản chuyển về, còn những cục đá là sưu tầm ở rất ở xa chuyển về đây. Còn đường lót đường đá hoa cương đó. Đây là cái không gian ngay trước những nhà vườn. Có cả cây chiều sâu của nhà vườn này là nó tới chiều sâu tới 70 m. Có những cái cây toàn là những cây có rất là có giá trị như là cây dúi, cây thiên tế mà hàng mấy trăm năm tuổi, rồi cây cọ. Khu nghỉ dưỡng này thì nhà vườn nghỉ dưỡng này có một cái nhà hàng riêng nha anh chị, có nhà hàng riêng để tiếp khách luôn, sức chứa khoảng 100 khách. Đây thì lối đi lên, lối lên nhà hàng. Có cả cây mít ha, mít này cái này cũng mười mấy năm tuổi rồi. Ơi, lại. Tao đậu xe đây cũng được, thôi lại chồng qua kia luôn nè. Qua được, lan qua kia luôn đi, chạy qua kia luôn. Đó, thì giới thiệu sửa rõ ha. Đó, khách mới vô đây là khách thì tham quan nhà vườn. Chị nhà giỏi Vũng Tàu quá. Đây có cái nhà vườn mà đây thì có cả cái nơi uống trà ha, uống trà. Đó, đi lên. Cho nên anh chị tiện nhìn ha. Uống trà dành cho khách nhà mát ha. Ở kia là nhà kho để hàng, những gì mà không xài chúng ta để trong đó. Còn riêng 1.500 m² là phía bên kia là chưa có xây dựng hết, chỉ có riêng có một cái nhà kho với lại là có một cái bãi đậu xe thôi. Còn đối diện bên đây là cái nhà hàng này anh chị, đây là nhà hàng riêng để tiếp khách. Nhà hàng này không có bán buôn gì mà để cho phục vụ cho khách mời thôi, khách bảo hiểm bất động sản thôi, tới bạn bè tới ăn uống chơi thôi. Đây là cây dúi ha, dúi này mấy trăm năm tuổi rồi, chuyển rất là xa từ miền Trung vào đây. Anh chị ở nhìn xa từ ngoài cổng rồi tới đây ha, có đi vô đây. Thế thì lần nữa là cái này nhà Lục Giác nè, Lục Giác uống trà. Cái xung quanh này nó rất là nhiều ha. Anh chị ở xa kia, ở ngoài xa kia là ta nhìn thấy đó, cách đây khoảng chừng hơn 500 m là bến xe Bà Tô đó, bến xe Bà Tô đó anh chị, nó có cái trạm phát sóng trạm bến xe Bà Tô đó, cũng rất là gần ha. Nhà ở đây là nhà của Trường Giang với Hồ Quỳnh Hương đó.
khu này rất là vui, rất là VIP trong tương lai đó. Thì nhờ giới thiệu cho anh chị nắm bắt thêm, đây là mít ha, mít của trái này. Mít của trái hết rồi ha, mít của trái vườn cây ăn trái nè. Mít kia cũng có trái hết. Đây, mít trái hết. Ở đây trồng những cây thông, đây cho nó giống Đà Lạt, nó giống nó ra khu nghỉ dưỡng cho đẹp, đây là cây thông. Tùng rất là nhiều. Đây là không gian mở. Cái slogan mà cũng hướng tới thì đây, nhà vườn thời mới hướng tới cuộc sống đích thực. Cái cuộc sống đích thực hiện nay là nó có cái mình vừa ở mà mình vừa nghỉ dưỡng luôn ở trong cái môi trường này, rất là tuyệt vời. Ai ở trong đây có thấy được cái giấc ngủ được sâu hơn, đọc sách nó thoải mái hơn, ăn uống rồi nói chung nghỉ ngơi trong cái không gian vườn cây như ăn trái như thế này, thì kế nghe cái chim hót đó. Là thiết kế rất là tự nhiên. Không gian từ xe này đi qua bên nhà bên này, nhà bếp bên này, nhà hàng bên này cũng có cái cầu xinh xinh đi qua ha. Chị nhìn thấy đó. Đây những cây mai. Rồi vườn nhà vườn thì cũng có nhãn, là nhãn cũng chính đó, cũng có chính thì. Là nhãn xuồng ha, nhãn xuồng trái rất là to. Nhãn xuồng cơm vàng, đặc biệt là ở Bà Rịa Vũng Tàu đó. Nhãn xuồng cơm vàng nha, rất là ngon. Cái này là chỗ đậu xe, rất là rộng rãi, thoải mái. Cổng trước vô đây, mình đậu xe đây, thì thông qua nhà vườn luôn. Chị nắm được ha, đây cũng có cây cầu đi qua đây. Giới thiệu anh chị tổng quan hết ha. Đây. Tổng quan hết nhà vườn này là có 3.000, diện tích là 3.050m2. Đất này đất ở, người đất ở, có đã đăng ký 700 khổ mét thổ cư rồi. Mình giờ nó thổ cư và xây khách sạn, nhà hàng gì đó làm tiền ha. Được thoải mái. Đó là xin là quay sơ sơ, tổng quan sơ sơ cho cô chú anh chị là chúng ta nắm sơ sơ. Đây, đây là lối đi ha. Từ bên cái lô bên đây đi qua. Đó, hành lang bên nhà. Đó, có hàng rào. Đó, đấy, bên hành lang của bên cái nhà mình ở trong này có 3 phòng ha. Có vườn hết, có nhà bếp, có nhà vệ sinh hết, đó, nhà ăn, có nhà ăn riêng luôn. Đó, ở trên nhà hàng tầng dưới cũng có luôn. Còn đây là phòng ở trong đây, phòng ở này hết ha. Không có điều kiện quay chi tiết cô chú anh chị xem kỹ hơn. Lối đi lại phía trước. Còn những cái cục đá rất là đắt tiền, còn đá nghệ thuật không? Vườn nhãn. Đây, vườn nhãn. Nhãn xuồng không? Ăn hết chín hết rồi. Thì video xin kết thúc ở đây rồi cô chú anh chị. Anh chị nghĩ gửi cho anh chị tham khảo nha.